chơi đâu anh. Mùa thai lông coi như là kiểu ốp ốp ở nhà. Nó ghét con nào nó cứ sập nó để cách. Nó được cái lớp chơi của nó thì như con sóc. Con của anh ấy mà anh để thêm cái cầu bên này nó sang cầu cũng đẹp. Con kia nó chưa bệt quá. Con kia mà có cái cầu ấy nó sang, nên anh để cái cầu này nó bệt đấy. Nó cũng lên xuống năng sang lắm. Con bắt để cái cầu kia nó mới. Trước là anh để cái cầu khác cơ, ba cầu cơ, nó sang như thế. Con để cái lồng rộng như của Lao này. Con để lồng 64 lan ấy.